Bây giờ là 18 giờ 30. Xin kính chào và mừng quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Tối nay ngày 25 tháng 12, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh dự đêm lễ Giáng sinh cùng bà con cháu chân tại thành phố Tân An. Đánh giá chất lượng 110 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Thế giới năm 2019, nước Pháp giới bài toán làn sóng biểu tình. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình Thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào sáng nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Qua chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, năm 2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành chương trình công tác với 16 chỉ tiêu cụ thể, 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể cho các đơn vị địa phương. Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị giảm còn khoảng trên 3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng chứng chỉ đạt 24%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 trăm so với cuối năm 2018. Trên các huyện nghèo giảm gần 5%. Nhìn chung, các chi tiêu nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch có bước tiến so với năm 2018 đồng thời hoàn thành 100% các đề án nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của chính phủ Thủ tướng chính phủ. Tuy nhiên, công tác lao động, người có công và xã hội hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế. Công tác đào tạo lao động tại nông thôn, việc dự báo kết nối cung cầu lao động chưa thực sự gắn chế nhu cầu nhân lực của thị trường lao động cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em phụ nữ vẫn còn ở mức cao. Nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tệ nạn nghiện ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo ngành lao động nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân tích những tồn tại hạn chế, làm rõ những nguyên nhân và bàn các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai nhiệm vụ năm 2020 một cách có hiệu quả và đồng bộ trong đó tập trung gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển tiếp tục ra soát giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công đảm bảo công khai minh bạch kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm sai phạm vào sáng nay ngày 25 tháng 12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Dượng, Bí thư Trung ương đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Phạm Giang Rạnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, Ban tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu, thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhằm cụ thể quá nghị quyết đại hội 12 của đảng, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy si thoái từ diễn biến từ chuyển quá được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới đạt kết quả tích cực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới tình trạng chạy chức chạy quyền được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng chuyển trọng tâm từ nắm tình hình giải quyết vấn đề lịch sử chính trị sang nắm giải quyết vấn đề chính trị hiện nay công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo Tuy nhiên, theo đánh giá của ban tổ chức trung ương, tình trạng suy thoái những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển quá vẫn còn diễn biến phức tạp. Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa thật sự vững chắc, việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội 12 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong bối cảnh vừa có những thuận lợi, thời cơ, vừa có những thách thức, khó khăn đang xen, Quỹ viên Trung ương Đảng Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Dượng yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng đảng cần bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ, phương pháp, lệ lối, tác phong làm việc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện các đề án trình trung ương và cấp quỹ các cấp theo chương trình kế hoạch công tác năm 2020, đảm bảo tiến độ chất lượng và yêu cầu chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và đại hội 13 của đảng, gắn giới đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Đồng thời, tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ, thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng đảng, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, xây dựng ngành tổ chức, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Trong không khí hân hoan chào đón lễ Giáng sinh, vào tối qua ngày 24 tháng 12, tại giáo xứ Tân An, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo thành phố Tân An đã đến mừng đêm Chúa Giáng sinh cùng với bà con giáo dân nơi đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Giang Cần vui mừng thông tin những kết quả nổi bật toàn diện trên các mặt phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 và khẳng định thành quả đó có sự đóng góp xứng đáng của đồng bào Công giáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trân trọng ghi nhận những nỗ lực của bà con giáo dân trong việc xây dựng khối đoàn kết lương giáo, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lãng qua và những lời chúc mừng tốt đẹp đến các linh mục cùng đồng bào giáo dân đón một mùa lễ Giáng sinh an lành, ấm áp và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay lời giáo dân, linh mục Nguyễn Văn Nhạn, chánh xứ Tân An, gửi lời cảm ơn chân thành đến đảng, nhà nước đã quan tâm và luôn kề chai sát cánh cùng bà con giáo dân thời gian qua. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục nhắc nhở, động viên giáo dân phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước gắn kết hơn nữa với chính quyền địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cũng trong tối qua 24 tháng 12 năm 2019, trưởng ban dân dân tỉnh quỹ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh ông Phạm Trăng Cảnh cùng lãnh đạo thành phố Tân An đến chúc mừng Giáng sinh tại Hội Thánh Tinh Lành, Tân An. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới 2020, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Trang Cảnh đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh gửi đến tín hữu tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An trong năm 2019, định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2020 song song với gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đồng bào tin lành hưởng một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Giang Cảnh bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, đồng bào theo đạo tin lành sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tối qua 24 tháng 12 năm 2019, đoàn cán bộ tỉnh Long An và thành phố Tân An do ông Phạm Tấn Quà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến chúc mừng Giáng sinh tại nhà thờ Bình Quân, phường 4, thành phố Tân An. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Tấn Quà đã đọc thư chúc mừng Giáng sinh của tỉnh quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đồng bào công giáo tỉnh. Thư chúc mừng ghi nhận sự đóng góp quan trọng, đầy ý nghĩa của cộng đồng giáo dân trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước thềm năm mới 2020, lãnh đạo tỉnh Long An kính chúc linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo dồi dào sức khỏe, đón mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Linh Mục Lê Minh Cảnh, Chánh xứ Giáo sứ Bình Quân, phường 4, thành phố Tân An, gửi lời cảm ơn chân thành đến đảng, nhà nước, đã quan tâm tới cộng đồng giáo xứ, luôn kèm dài sát cánh cùng bà con giáo dân thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nhắc nhở, động viên giáo dân sống phúc âm giữa lòng dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công dân, đoàn kết với các cộng đồng tôn giáo khác. Với chính quyền địa phương, chung sức xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp. Giờ sáng nay ngày 25 tháng 12 năm 2019, công ty cổ phần Long Hậu tổ chức lễ khánh thành nhà xưởng cao tầng đầu tiên tại xã Long Hậu, huyện Cần Chuột, tỉnh Long An. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Úc đến dự. Khu nhà xưởng cao tầng do công ty cổ phần Long Hậu đầu tư có quy mô 6 tầng với diện tích sàn cho thuê là 6.000 m2. Công trình đã chính thức đi vào hoạt động và bàn giao cho những khách hàng đầu tiên đúng cam kết. Dự án được xem là điểm nhấn mới tại Long An, góp phần thu hút đa dạng của các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp có quy trình công nghệ tiên tiến, ngành nghề sạch thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Long Hậu còn triển khai các dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt cho doanh nghiệp, cũng như chuyên nghiệp hóa công tác dựng hành, quản lý tòa nhà để doanh nghiệp an tâm hoạt động. Công ty Cổ phần Long Hậu tiến hành bàn giao đất cho thuê tại khu công nghiệp Long Hậu 3 cho các doanh nghiệp với diện tích 123 ha khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 1 đã hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thuê đất đúng cam kết. Các doanh nghiệp được bàn giao có thể tiến hành xây dựng và ổn định sản xuất vào năm 2020. Thưa quý vị, bằng sự khéo léo tỉ mỉ, chị Nguyễn Trang Sơn Tuyền ở phường 4 thành phố Tân An đã thổi hồn vào đất sét và tạo nên các tác phẩm sống động. Đây là bộ tượng đất sét được nặng theo hình mẫu của người thật. Mỗi bộ tượng đất sét như thế này có giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Tác giả của những bộ tượng này là chị Nguyễn Trang Sơn Tuyền, từng tốt nghiệp trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Chỉ chới dụng cụ và nguyên liệu khá đơn giản như đất sét, màu, keo sữa, kẽm chân chân. Nhưng qua bàn tay khéo léo, cộng với sự tỉ mỉ, kiên trì, chị Sơn Tuyền đã tạo ra những tác phẩm sống động, có hồn. À, em học bên đồ họa à, thì nó nó có cái mảng vẽ mảng vẽ ở trong đó thì mình à, em thích em thích cái mảng vẽ tay đó rồi thích màu sắc này nọ rồi à, khi mà tình cờ á, cuối năm học năm tư đại học á, thì à, mới có một cái job đất xét rồi các em mới tham gia vô rồi cái à, em cảm thấy là khi mà chạm vô nó được thì em thích nó em à, càng làm thì cái em càng thích đến giới đất sét từ sự tình cờ nhưng chị Sơn Tuyền đã đam mê và quyết định gắn bó với nghệ thuật tạo hình độc đáo này thay vì theo chuyên ngành thiết kế đồ họa đã học Với ưu điểm giữ được lâu không gây độc hại nên các sản phẩm làm từ đất sét được đông đảo mọi người yêu thích không chỉ làm quà tặng hay vật trang trí mà còn góp phần làm đẹp không gian sống à, em học bên đồ quả, thì à, em học về cái vẽ cơ thể người tạo hình đó thì nó chiếm tới 6 70 phần trăm trong cái mảng mà làm đất xét này của em thì mình nắm được cái đó thì mình mới làm được cái cơ thể nó hoàn chỉnh được lúc trước này lúc trước đây thì mình kiểu mình mới biết làm á, cho nên nhìn nó dụng về lắm rồi qua cái thời gian mà khi mà khách hàng đặt rồi có nhiều khách khó tính họ góp ý mình á, là mình mới hoàn thiện từ đó 4 năm đến với đất xét cũng là thời gian chị Sơn Tuyền mở cửa hàng online hiện trung bình mỗi ngày chỉ có thể nặng được từ khoảng 4 đến 5 tượng. Sau khi trừ chi phí, chị Sơn Tuyền có thu nhập khoảng 20 triệu đồng một tháng. Chị dừng lại ở đó, chị luôn ấp ủ ước mơ tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Tiếp theo là những thông tin trong nước đáng quan tâm. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm đánh giá chất lượng năm 2019 đối với các bệnh viện trên địa bàn thành phố, trong đó lần đầu tiên có bệnh viện quận huyện được đánh giá chất lượng tốt. Năm 2019, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá chất lượng 110 bệnh viện trên địa bàn. Theo đánh giá, hầu hết bệnh viện đều có cải tiến chất lượng hoạt động so với năm 2018. Trong đó, 5 bệnh viện có điểm chất lượng cao nhất năm nay là Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Quảng Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Dương. Đặc biệt, đã có 3 bệnh viện quận quyện được đánh giá chất lượng tốt là Bệnh viện quận 2, Bệnh viện quận Thủ Đức và Bệnh viện quận 11. Tuy nhiên, theo Sở Y tế, vẫn còn một số bệnh viện được đánh giá thấp do cải tiến chất lượng chưa đi vào chiều sâu, đặc biệt là các hoạt động giám sát. Một số bệnh viện ngoài công lập chưa chú trọng đến công tác quản trị, phát triển chuyên môn kỹ thuật, nghiên cứu khoa học. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2020 dành cho người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ so với mức thưởng Tết năm 2019. Trong đó, thưởng Tết Dương lịch lập kỷ lục với mức là 3,5 tỷ đồng một người. Mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh là 3,5 tỷ đồng một người, thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Kỷ lục này vượt xa mức cao nhất của Tết Dương lịch năm 2019 là 500 triệu đồng một người. Còn mức thưởng cao nhất trong Tết Nguyên đáng canh tí là 800 triệu đồng một người. Tết kỷ hợi là gần 1,2 tỷ đồng một người. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, mức thưởng Tết năm nay không cao hơn nhiều so với Tết năm 2019. Bình quân người lao động trên địa bàn thành phố được thưởng Tết Dương lịch là hơn 3,3 triệu đồng một người, Tết nguyên đáng là 10 triệu đồng một người. Thưởng Tết cao nhất ở các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, điện tử, công nghệ thông tin.